Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ Yamato mini nha các bạn. Yamato nhé, con của Kaido. Giờ mình vẽ nhé các bạn. Này là vẽ khuôn mặt trước nhé. Các bạn vẽ đường dọc này là canh chuẩn này. Canh chuẩn mặt và mắt nhé. Nó về theo dấu cộng chữ thập á. Đây đi, mắt đây đi. Đây nha. Rồi mình khuôn mặt trước nha. Đây nha. Đó, mình lại sơ sơ vậy thôi. Nha. Bây giờ mình vẽ mũi và mắt nha. Mũi trước đi. Mũi nha. Ok. Rồi mắt nha. Lông mày chứ nha các bạn. Lông mày. Các bạn cứ vẽ bút chì trước, nếu mà sai thì mình tẩy lại sau nha. Nên là không có gì cả. Rồi mắt này. Chấm chấm trước cho nó có hai mắt nó không có bị méo nha các bạn. Nó méo là nó xấu á. Có hai mắt là nó không bị méo nha, méo là nó sẽ xấu á. Thì mình chấm như vậy nha. Vẽ mờ mờ chứ. Mờ mờ trước đấy. Chứ mình canh nó chuẩn, nếu mà chuẩn rồi mình mới vẽ đậm mắt. Đó, ok rồi, mình thấy là nó ok rồi, chuẩn. Mình vẽ lại cho đậm thôi các bạn. Lông mi nha, mà có lông mi đàng hoàng nha, con gái mà. Lông mi đàng hoàng. Để đậm một xíu, ok. Mắt bên này. Giờ mình tô đậm lại thôi. Mì hơi bị dày nha, bị dày nha. Yamato, con gái của Kaido. Yamato mà theo phe của Kaido thì quá mạnh, nhưng mà lại không theo phe của Kaido vì ông bố quá thằng ác như mìn nha. Khi về mìn thì mình lại canh này cho chuẩn này khuôn mặt nhé. Khi về mìn trước đi, mình vẽ khuôn mặt. Vẽ mờ mờ chứ. Rồi lại đậm. Rồi bây giờ vẽ khuôn mặt nha, mình bo lại. Bo tròn lại nhé. Bây giờ về tóc nha các bạn. Tóc tên này.
học nha. Tóc nha, mình vẽ sừng xong, có cái sừng nó vẽ sừng. Rồi lỗ tai chứ mày, lỗ tai có bông tai đàng hoàng nha, bông tai mình nha. Giờ vẽ cái sừng nha, sừng này. Tóc. Rồi tóc bên này. Chỉnh lại tóc bên này nữa xong đồ chứ. Lỗ tai. Móng tay luôn nha. Móng tay đồ hoàng. Móng tay. Cổ. Đây là gì đây? Sừng, sừng bên này nha mọi người. Tóc, giờ về tóc các bạn, tóc sau gáy. Tóc sau gáy nha. Rồi đồ nha các bạn. Đồ bút bi nước nha các bạn. Đồ tóc chứ nha. Đồ chậm chậm cái kẹo bị lem nha các bạn.
Rồi tóc bên này nha các bạn. Các bạn cái đầu từ từ. Không có bộ vàng. Đồ mắt cái mũi bên này các bạn, mặc chưa đi. Rồi mũi. Lòng mày. Lòng mày. Để mắt nha các bạn. Mày nha. Mắt nha mày. Mắt bên này nha. Rồi xong mình sẽ tô màu luôn nhé, hướng dẫn các bạn tô màu luôn. Trong máy màu này mình xài màu rẻ tiền đơn giản. Lông mày bên này hơi thấp rồi, chả không sao. Nhà lông mi các bạn. Mi dưới. Mặt. Tô đen xong nha. Để mình tô đi. Rồi mi nhé các bạn. Miệng hơi thấp luôn, bên này luôn. Rồi, đồ tiếp nha các bạn. Rồi xong thì mình tô màu.
bông tai, lỗ tai, sừng, sừng. Gần xong rồi mình tẩy, mình tô màu nữa mà. Đây là tóc. Tóc cam Yamato nha các bạn. Rồi mình tẩy một tô màu nhé. Ok. Tẩy xanh nhé các bạn. Rồi tô màu. Tô màu da trước màu số 25. Số 25 tô màu da trước này tẩy chưa sạch. Rồi sạch nha các bạn. Tô màu da trước màu số 25. Tóc tóc bạc và nánh xanh nha. Mình sẽ hướng dẫn tô tóc luôn nha. Màu market số 25 màu và giấy gì mình ghi dưới phần mô tả nhé các bạn. Dưới phần mô tả mình có ghi giấy màu mình sử dụng trong hình này, trong tất cả các bức tranh mình vẽ nhé. Màu tay. Tô màu vàng, vàng của bông tai. Bông tai vàng sừng, tí nữa mình đánh sừng màu đỏ nha. Mình lấy nó khô thì mình lấy bút chì, bút chì Yamato nha các bạn. Thank you.
chính mình hướng dẫn tô mắt nha. Này dễ đó. Này áo trong màu đỏ. Tô màu xanh nha các bạn. À, xanh tóc nha các bạn. Tóc màu xanh. Tóc màu xanh đúng không? Cần thì tô bút chì màu xanh này. Mình bút chì màu xanh luôn. Có. Chờ mình xíu nha. Này không phải. Toàn bút chì màu xanh không? Khói xanh ngọc nha, mà nó mờ lắm hay sao á. Mờ. Xanh ngọc mờ lắm. Mình sẽ tô bằng màu nó kép nha. Số 5. Số 5 nha các bạn. Hết màu 65 xanh ngọc các bạn, tí nữa mình hướng dẫn các bạn đánh bóng sau nha. 371 tô dưới cầm nha các bạn. Nó 655 nha. Yeah. 24 phút rồi, chưa xong luôn. Gần xong nha các bạn. Rồi, giờ mình lấy màu bạc đánh lên tóc tí nha. Bạc đúng không? Rồi mình xíu nha, mình lấy một màu đúng. Quý G3 nha.
quy rồi ba các bạn. Lố là bị lem đó các bạn. QG3 nha, không quên CG3 sám nhạc đó. Tô mặt trước nha, rồi mình thổi tóc xong tô mặt trước nhé. Này thôi nha, tô mặt trước nha, mình đánh tóc xong. Gọt chi bút chì đen tô mắt như vậy. Tô mắt là đơn giản. Bút đỏ. Rồi bút nâu. Để mình tô lại tóc xong nha. Bóng như vậy. Tôi bóng nha, bóng tóc nha các bạn. Đánh xíu nữa các bạn, còn đánh nhiều nữa. Chỉnh mắt chưa xong rồi. Mắt chưa xong rồi các
chưa xong nha. Cây chà chì nhé các bạn, chà mắt lên. 30 phút rồi chưa xong, giờ này vẽ kỹ quá. Dưới cầm bút trắng, bút trắng kỳ kỳ tí các bạn. Tôi với cầm nha. Chì nâu nâu đậm hơn các bạn, tô lại tô cho nó đậm đậm. Rồi lấy bút ghê trắng các bạn, quên bút đó, bút phấn trắng hay là bút phấn trắng nha. Mặt vậy ok xong rồi nhé bạn. Ok bây giờ tới tô phía dưới nha. Tô tóc nha các bạn. Để màu 65 nha, tô lại lần nữa nha. Đè lên lần nữa là nó đậm nha các bạn. Cái màu xanh ngọc thì bút chì không có màu đậm đâu nha. Cái này mình phải tự biên tự diễn. Này nha quay.
lấy màu xanh ngọc đè lên lần nữa là đậm nha các bạn. Nâu đánh lại đầm này lỗ tai thì trên này màu đen. Tím hay xám? Xám. Rồi chì màu đỏ nha bạn, đánh sừng. Sừng nha. Sừng. Rồi mình lấy chì nâu. Chì nâu đánh cái sừng dưới các bạn. Đen các bạn. Đen nha. Chỉnh cho nó đậm đậm tí. Nâu đậm. Các bạn có đánh nhiều là nó nổi nha, đánh nhiều là nó nổi nha. Hãy có đánh nhiều là nó nổi nha các bạn. Xuống cho ta. Rồi vậy là xong rồi nha các bạn. Nay tô đơn giản nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trên video sau nha. Cảm ơn các bạn nha. Bông tai chưa tô. Không được. Tô bông tai. Chưa tô mà nói xong đâu được.